Mới đây thì nhiều phụ huynh một trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được cuộc gọi từ người lạ thông báo là con mình bị té chấn thương và đang lên ca mổ gấp, yêu cầu chuyển tiền. Khi đến bệnh viện tìm con thì họ phát hiện là mình đã bị lừa. Thưa quý vị, bàn hướng dẫn bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận rất nhiều trường hợp phụ huynh đến thông báo là con họ đang nằm bệnh viện cấp cứu. Một số trường hợp cũng đã chuyển hàng trăm triệu đồng và một số tài khoản lạ. Hầu hết các phụ huynh đến bệnh viện tìm con với tâm trạng hốt hoảng do đều nhận được các cuộc gọi từ người xưng là thầy giáo của trường Việt Úc thành phố Hồ Chí Minh nơi con đang theo học. Việc đầu tiên họ chỉ nghĩ là chuyển tiền cho thầy để thầy đóng tiền mổ trước, rồi họ sẽ chạy lên đây, họ tính gặp thầy giáo sau, nhưng mà có một hay ba gọi là sau khi chuyển tiền xong thì gọi lại là không liên lạc được. Và cho đến khoảng 17 giờ thì chúng tôi nhận được một cái thông tin là đã có một phụ huynh bị chúng lừa đảo và chuyển thêm 200 triệu. Cứu người là trên hết, và cái đảm bảo được cái giờ vàng đó là cái điều quý báu nhất. Nên là quý phụ huynh cũng yên tâm, không nên vội vã, không nên gấp rút để chuyển tiền, sẽ bị cái bọn xấu lừa đảo lợi dụng vào cái sự yêu thương của mình đối với con mà họ tiếp tục có những cái chiêu trò khác nhau. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các phụ huynh để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, có thể liên hệ đến tổng đài bệnh viện Chợ Rẫy qua số điện thoại 028 3855 4137, nhấn phím 0 để xác nhận lại thông tin người nhà nằm viện, các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.